Đấy, khóm trúc rất là đẹp nhá. Vâu, cái này gọi là cây vâu. Trải nghiệm mà làng Thái Hải thuộc Thái Nguyên. Đây là nhà sàn của dân tộc Tây. Rất là nhiều là cây mây. Đấy, mây rất là nhiều, mây tươi. Châu bừa cây quốc. Đây này, lên này bác ơi. Đây là thăm cái nhà sàn này. Ý. Đi vòng một lượt vòng quanh hồ rồi. Hồ đằng kia. Vâng. Chỗ đấy là uống cà phê à hay uống gì? Không, đi xem đây những cái con nhiều cá chép to lắm. À. 5.000 túi phỏng vứt lên cá nó trông. Cái ao hồi nãy đằng kia gì? Cái hồ này. À. Và mua 5.000 túi phỏng vứt. Cái này là của dân tộc dân tộc Tày đấy. Tày hay là Lùng? Tày. Mọi người nãy em đi xe thì chỉ vào dân tộc Tày. Ở nhà sàn rất là mát đúng không? Nhà sàn rất mát luôn. Ơi, đây cái gì đây? Vỏ gì nhỉ? Thuốc à? Cái vỏ thuốc. Hả? Vỏ thuốc. Ờ, làm thuốc, thuốc. Rất là nhiều luôn. Thuốc đang tinh chế thuốc. Phong lan. Đấy, rất nhiều phong lan. Đấy, rất chơi luôn. Cây này là cây mốc mật à? Có phải cây mốc mật không nhỉ? À, không phải, cây vọng cách. Đang nấu thuốc theo ấy. Đang đây có máy sao này. Đây, máy sao thuốc này. Đấy. Đây có máy này, máy đảo như đảo chè ấy. Máy này máy đảo chè như nhỉ? À đấy, đây vẫn ở mà nhỉ. Đây gà họ nuôi đầy này. Ồ. Đây gà này, gà đồi đây. Gà này chén mới ngon này này. Đúng rồi. Phong lan nhá. Mèo này. Mèo phong lan. Thôi, khu vực này chăn nuôi cũng hơi lắm. Nhờ. Cọ này. Rất nhiều luôn. Thầy đá vào xung quanh, đi xung quanh hồ kia đẹp lắm. Tí nữa quay. Bây giờ quay cái này á. Nhà này chắc là lâu rồi đấy. Nhà này quá lâu rồi. Mục hết rồi này. Đây, mục rồi đây. Vết mục. Nhà vệ sinh này là đây. Máy giặt này. Đấy. Thuốc, đây là thuốc. Thuốc, chuyên sản xuất thuốc. Trong Nam. Đấy, đi trải nghiệm mới biết được cái... Mỗi dân tộc nó một cái văn hóa khác nhau. Cây thuốc ấy. Ông lấy cái thuốc chữa cái bệnh gì ạ? Lấy cái một loại đó cần nhiều loại nữa. Nhiều loại trộn vào nhau. Đây, chúng là hai bạn này. Nhiều loại. Hai mươi năm. Nhưng mà đi lấy thuốc này,
như là đi săn bắn này là do đàn ông làm đầy. À, vẫn ở đây vẫn có săn bắn à? Thầy Hiến lên trên này chưa tham quan chưa? Cái này là trò chơi không lên ạ. Không cho lên à? Ờ. Đây là trong chòng tre. Ở đây là gia vị của người Tây nhá. À đây đây bếp đây. Đấy. Ngồi ăn đây. Ngồi ăn ở giữa gian bếp. Đây là ở bên trên. Đây là gian này ở này. Gian này bếp này. Đấy. Còn đây là hạt này là hạt giờ làm khô xong là để rã nước vào thịt hay là cho bác chấm thịt ăn. Phòng lan, phòng lan, phòng lan, phòng lan. Phòng lan này bà con ơi. Đây lại một nhà sàn nữa. Lại một nhà sàn nữa. Nhiều nhà sàn này thì ngay chừng là bật lên rất là lộng. À, hứng nước mưa. Chè Nam ngon không? Ăn ngon không? Được, rất ngon đúng không? Độ ngọt vừa phải đúng không? Mua vài cân về biếu kìa. Vừa ăn vừa biếu. Đi bắt về luôn, nuôi luôn. Nhưng mà có chợ tình thì người Tày không có chợ tình, nhưng mà cũng có lễ hội lộc tổng để mà các đôi nam nữ tìm hiểu nhau vào. Ây da, hay quá nhờ. Sự diễn ra vào tháng 6. Ôi sao rồi anh em sắp lên bản. Nhưng mà trên đây nhiều đồ ăn này đấy cả. Xe đồ ăn đúng không? Xe xe bì. Ăn thử đi xong là mua về cho bố mẹ thưởng thức đi nhá. Giờ cũng biết uống chè cả. Bây giờ chúng ta uống nước chè, nhưng một lát nữa sau chúng ta sẽ ra trải nghiệm trồng cây chè nhé. Này này này, trồng cây chè chúng ta sẽ trồng. Đây là máy sấy chè. Đấy, sấy chè đây. Như cả máy trộn bê tông. Nhìn giống máy trộn bê tông không? Máy sấy chè đấy. Ừ. Đây là máy xay sát này, kiểu rất là cổ luôn. Đấy. Đấy. Máy móc làm bột làm bánh này. Làm bánh. Làm bánh. Cái này là quạt gì ấy? Quạt, quạt, quạt. Ờ. Quạt chấu. Thủ công. Chấu hình như để thóc hay là chấu ở đây. Ừ. Đấy nó quạt bằng tay. Hả? Cái này là máy xay gạo. Xay gạo nhưng mà để có ra cám mà.
không, cái này như gồm máy quạt đấy thôi. Quạt bổi ấy. Gạo ra đây, quạt cám ra đây mà. Chấu ra là cám. Đây này, sao mà quạt ra đây nó đổ ra bên gạo ra bên ấy. Quạt bổi ấy. Chứ làm gì nó có động cơ đâu mà nó sai. Nhưng mình cứ quạt mũi. Cái lớp này nó lên tham quan dưới nhà kia chưa? Chưa ạ. À, đấy cối xay thóc ấy ngày xưa đấy. Ờ, cho đây xay này, thóc cái này xay thử. Bây giờ có còn dùng. Còn dùng được chứ? Dùng được đấy. Đây. Quay thử đi. Cái này là xấu à? Không, thóc đấy. Có thóc rồi. Ê, thóc rồi. Có mà. À, họ xay xong rồi ra cái họ thổi đấy, thổi chấu. Chấu. Ừ. Chấu cái lại cám. Đúng rồi. Đấy. Đây, họ có cái này quay này, đây này. Đấy. Cầm lên xuống, xong nó móc vào đây. Cho nó quay. Đấy, quay giờ. Đúng rồi, đấy, cái đấy. Cho vào đây. Nắp vào đây. Nắp vào đây. Xong rồi đứng kia quay. Đấy, 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 đẩy, đẩy, quay tròn. Đây, bỏ cái này ra. Ngược lôi. Không, đẩy, 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 đẩy này. Đẩy cái này chứ. Ngược lôi. Đấy, đúng rồi. Con phải kiếm một cái quê ăn thôi. Quay mạnh lên. Giữ chặt đây. Cầm người. Em ơi, cái kiểu gì ấy. Sao mà sai được thế? Nói luôn nè. Ôi, nhưng cái nào không à? Mày bảo nó thầy quay cho, mày quay cho thầy kia, thầy quay cho, đúng rồi. Tao là 20 mấy năm rồi. Chuyên nghiệp. Thay một tay trường này đấy. Thóc đâu? Thóc đây à? Đây à? Xay rồi xong rồi ra kia máy hiệu quạt kìa. Đây Dương mới quạt Dương. Rồi thì xin. Ôi giời. Tôi đi nhà sàn khác nhá. Đi. Mấy đứa đói ăn hết cả đĩa bánh nhá. Không thấy đói thì uống nước chè đói lắm. Hả? À, nhưng mà nước chè có ngon không? Ừ, thử đi em. Đã bòi Vinh mua không? 4 phút nữa để đến 11:30 thì cáo năng sụp ạ. Mua đi. Em đang mua nhưng ông bỏ đợi tí ạ. Thầy không mua à thầy? Thầy chưa, tí nữa. Thầy về cầm nó nặng. Thầy đang quay, thầy đang quay. Bánh ngon mà, vừa nãy thầy ăn thử ngoài kia rồi. Chả đây cũng thơm nhưng mà hết rồi. À. Chả. Chả đây ngon thử. Các bạn ơi, di chuyển nào, chúng ta di chuyển. Bánh ngon lắm, bánh ăn độ ngọt vừa phải. Mềm, dẻo. Ui, cổ. Cái thằng
lại đi sang nhà khác à? Kìa, đi sang nhà kia. Sang nhà kia, sang nhà kia. Sang nhà bên này xem có gì đặc biệt không nào. Bên này cái gì đấy? Chè đây, cây chè đây. À đúng rồi, cây chè đúng rồi. Chè. Cái chè này nhỏ thế. Bên này có gì đấy? Rượu, 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 rượu. Úi giời, rượu. Nhìn thấy rượu thích à? Du khách không tự ý lên nhà sàn. Ôi giời, rất nhiều rượu. Đúng là đây là nhà sàn trưng bày rượu. Ôi giời ơi, sao nhiều rượu thế? Cái này Artiso. Rượu Artiso. Mỗi một nhà sàn nó lại... chuyên rượu luôn. Úi giời, rượu nhiều thế. Úi giời, rượu gì đây, rượu gì đây? Sâu gì đây? Sâu dâu à? Sâu chít à? Sâu chít à? Kim đăng này, có cả rượu đắn này, các loại mà, các loại rượu luôn. Thôi có lẽ là thôi mình dừng quay đây để quay cái thành clip khác đi.